Chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7. Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7, phát trên sóng AM tần số 756 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Bộ Công an tổ chức các hoạt động về nguồn tại Tây Ninh. Chuyên mục Nhật ký hành quân, kỳ cuối ngày vui đại thắng. Trung đoàn 271 sư đoàn 5 với phong trào thi đua đột kích. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết chương trình. Nhằm tri ân các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tại nghĩa trang thành phố. Vòng hoa của đoàn đại biểu thành phố và quân khu 7 viếng nghĩa trang thành phố mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Tại đây, các đại biểu đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Kế tục sự nghiệp vẻ vang của các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng vũ trang quân khu 7 nguyện nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước ta nói chung ngày càng phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tuần qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 26 cho 201 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình được tổ chức tại hai cụm huyện Củ Chi và quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi, cụm 1 tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 92 mẹ thuộc quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi. Trong đó có một mẹ còn sống được phong tặng trong đợt này là mẹ Võ Thị Mượt, sinh năm 1930, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Đến dự có các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 7. Tại Ủy ban Nhân dân quận 7, cụm 2 tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 109 mẹ, 6 mẹ còn sống và truy tặng 103 mẹ đã từ trần thuộc các quận huyện còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, đại diện gia đình các mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt này cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm chăm sóc cho các gia đình chính sách. Đây là niềm vinh dự và tự hào cho mỗi gia đình khi người thân được Đảng và Nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương, thời gian tới họ sẽ luôn gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2016, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn và đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân do Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân dẫn đầu đã tổ chức về nguồn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với nhiều hoạt động như viếng nghĩa trang liệt sĩ đội K82, thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân nghèo, dự lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Thể thao Học tập Cộng đồng xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động mở đầu cho chuyến về nguồn là đoàn đã đến tận từng nhà thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong số đó có ba mẹ Việt Nam anh hùng, đó là mẹ Phạm Thị Hơm ở ấp Thạnh Trung, xã Tây Thạnh, huyện Tân Biên, mẹ Nguyễn Thị Thùa, khu phố 4, thị trấn Tân Biên, mẹ Nguyễn Thị Xanh, ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần ở các đơn vị cơ sở nhằm tuyên truyền định hướng về kiến thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ. Để khắc phục tình trạng buổi sinh hoạt diễn ra một cách khô khan, một chiều, hiện nay các đơn vị cơ sở thuộc quân khu 7 đang triển khai phương pháp thực hiện sinh động, mang tính tương tác cao và đạt hiệu quả thiết thực. Lữ đoàn 25 là một trong những đơn vị tiên phong về vấn đề này. Ngày Pháp luật tháng 4 năm nay của Lữ đoàn 25 với chủ đề Ngày hội của cử tri tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được kết cấu thành 4 phần: văn nghệ, tuyên truyền của báo cáo chiên, tiểu phẩm và thi ô chữ. Nội dung của từng phần được xây dựng kỹ lưỡng, lồng ghép chủ đề tuyên truyền một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Điều đặc biệt của buổi sinh hoạt là đơn vị đã mời được nhiều đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tham gia, cho nên buổi sinh hoạt không còn bó hẹp với riêng cán bộ chiến sĩ mà trở thành một buổi giao lưu về kiến thức pháp luật. Trước kia, thông thường một buổi sinh hoạt ngày pháp luật diễn ra theo hình thức người tuyên truyền, người tiếp thu. Nhưng với phương pháp sân khấu hóa như ở Lữ đoàn 25, tính tương tác giữa người tuyên truyền và người nghe được khai thác tốt nhất. Thậm chí người nghe còn tham gia vào quá trình tuyên truyền. Chính vì vậy, tạo được không khí sinh hoạt sôi nổi, thoải mái, hiệu quả tuyên truyền cao. Hiệu quả ngày pháp luật tháng 4 của Lữ đoàn 25 là điều đã được khẳng định. Để làm được điều đó, đơn vị đã chú trọng đầu tư cả về thời gian, công sức và kinh phí. Thiết nghĩ đó là sự đầu tư cần thiết. Có như vậy, ngày pháp luật mới thực sự là buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa, bổ ích đối với cán bộ chiến sĩ. Trong không khí toàn quân toàn dân ta hân hoan chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang quân khu 7 đang ra sức thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực trên tất cả các mặt công tác. Với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271, sư đoàn 5 trong những ngày này càng thêm tự hào với thành tích vẻ vang của đơn vị hai lần được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, xứng danh đơn vị chủ lực của miền Đông gian lao mà anh dũng. Thao trường huấn luyện của trung đoàn 271, sư đoàn 5 trong những ngày này càng thêm rộn ràng với cờ băng rôn, khẩu hiệu và trên cả là tinh thần thi đua huấn luyện của bộ đội. Tại bãi tập bắn súng của đơn vị, từng tốp chiến sĩ mới thuộc tiểu đoàn 9 đang ôn luyện bắn súng AK bài 1, chuẩn bị cho đợt kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới. Nắng thao trường càng về trưa càng nóng rát, thế nhưng không ai nản lòng. Với quyết tâm giành thành tích cao khi bắn đạn thật, khẳng định bản lĩnh của chiến sĩ ở đơn vị anh hùng, nên các tân binh miệt mài luyện tập, thực hiện thuần thục các động tác, kỹ năng của ba tư thế bắn. Ở thao trường chiến thuật của trung đoàn, tiểu đoàn 8 tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ đề mục tiểu đội bộ binh trong chiến đấu phòng ngự. Sau khi nhận nhiệm vụ của người chỉ huy, từng tiểu đội nhanh chóng tổ chức đội hình chiếm lĩnh trận địa phòng ngự, triển khai các vị trí chiến đấu. Với hào khí miền Đông, truyền thống đơn vị hai lần anh hùng đã nhân lên trong mỗi chiến sĩ đơn vị niềm tự hào, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lập thành tích trong huấn luyện. Tự hào với thành tích vẻ vang của đơn vị trong suốt 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271 hôm nay đang nỗ lực tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đơn vị tập trung huấn luyện sát thực tế, phù hợp với điều kiện tác chiến hiện nay, theo khả năng trang bị vũ khí, kỹ thuật hiện có. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 271 triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đồng thời tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích, tạo động lực, xây dựng quyết tâm cho mọi cán bộ chiến sĩ vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, chiến công nối tiếp chiến công, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 271 luôn ý thức rõ vai trò trách nhiệm, đang nỗ lực phấn đấu từng ngày, quyết tâm lập nên thành tích mới trong huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tôi rèn bản lĩnh người chiến sĩ ở trung đoàn anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị chủ lực của miền Đông gian lao mà anh dũng. Thưa các đồng chí và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7 phát trên sóng AM tần số 756 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chuyên mục kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Kính chào tạm biệt.